Hi, xin chào các bạn, mình là Minh và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu hoa hồng từ giấy A4. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ được cái kiểu hoa như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình. Vì ánh sáng không được tốt cho nên là chất lượng video hơi kém. Các bạn cố gắng xem nha. Đầu tiên đó cũng là làm cái phần hoa nở thì chúng ta cần phải có cái mẫu hoa 6 cánh như thế này. Ban đầu khi mà dập thành hình hoa thì nó sẽ có hình dạng như thế này. Còn khi mà chúng ta làm thì các bạn dùng kéo cắt cho mình sâu xuống thêm một đoạn khoảng 1 đến 1,5cm nữa nha. Mỗi bông thì chúng ta cần có 4 lớp cánh hoa như vậy. Đầu tiên hai cái lớp cánh phía trong cùng chúng ta sẽ dùng kéo vuốt cong. Các bạn dùng kéo vuốt cong cả hai phía nha, để chúng ta sẽ tạo hình cái cánh hoa ôm. Tiếp theo lớp cánh thứ ba thì chúng ta sẽ dùng kéo vuốt cong nhẹ một nửa của cái phần đầu cánh. Tại vì ánh sáng không được tốt cho nên là nhìn nó hơi khó một chút. Các bạn nhớ là vuốt một nửa phần đầu cánh thôi nha. Sau đó thì chúng ta sẽ lật ngược lại và vuốt cong một bên cánh, vuốt cong vào. Sau khi vuốt xong toàn bộ 6 cánh thì chúng ta sẽ được cái hình dạng như thế này. Tiếp theo lớp cánh cuối cùng là lớp cánh đơn giản nhất, các bạn chỉ việc dùng kéo và vuốt cho cái phần đầu cánh cong ngược về sau là được. Sau khi đã chuẩn bị xong 4 lớp cánh thì chúng ta sẽ đi vào hoàn thiện bông hoa. Đầu tiên với cái phần cánh đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ lấy hai cái cánh đối diện nhau, sau đó cho ôm so le. Như nó bắt nét hơi kém thì phải. Các bạn cho hai cánh ôm so le vào nhau nha. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng keo gắn cố định cái phần cánh ôm đó lại. Các bạn có thể dùng keo sữa hoặc là keo nến đều được. Thông thường thì mình sẽ dùng keo nến để cái thao tác nó được nhanh hơn, tại vì keo nến nó khô cũng nhanh hơn nữa. Sau khi đã gắn keo cho hai cái phần cánh đó ôm sát vào nhau thì chúng ta sẽ tiếp tục gắn các cái cánh còn lại, bôi keo vào giữa cánh,
Sau đó thì đẩy cho cánh ôm vào cái phần lõi bên trong. Dán lần lượt cho đến khi hết tất cả các cánh. Sau khi đã dán xong toàn bộ 6 cánh thì chúng ta sẽ được một cái nụ hoa bên trong như thế này. Nếu dừng lại ở đây thì chúng ta sẽ được cái mẫu nụ hoa nhỏ đơn giản. Nếu như các bạn muốn làm hoa to hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục với những cái lớp cánh còn lại. Chấm keo vào giữa của cái lớp cánh thứ hai, sau đó thì dán cố định phần nụ đầu tiên lên. Sau đó tương tự như cái phần lớp cánh đầu tiên thì các bạn cũng xếp keo, sau đó thì dán các cánh lại. Ở lớp cánh thứ hai này thì chúng ta chú ý là dán cho các cánh nở ra một chút nha. Các bạn có thể dán 6 cánh lần lượt hoặc là dán theo kiểu 3 cánh sau lê, 3 cánh trong, 3 cánh ngoài như mình cũng được. Như thế nào cũng được hết. Miễn làm sao dán được 6 cánh lên là được nha. Sau khi đã thêm xong cái lớp cánh thứ hai thì chúng ta sẽ được cái dáng gọi là nụ hoa to hơn, nở to hơn một chút. Nếu như dừng lại ở cái bước này thì chúng ta lại được thêm một cái mẫu hoa nữa. Đó là mẫu, mình gọi là mẫu nụ to. Tiếp tục để làm hoa nở thì chúng ta sẽ dùng đến lớp cánh thứ ba. Cũng chấm keo vào giữa, sau đó thì gắn cái nụ kia lên. Sau đó thì dùng keo gắn lần lượt các cánh, ôm sát vào cái phần nụ mà chúng ta vừa tạo được. Chấm keo vào, sau đó thì dùng tay đẩy để cho cái phần cánh hoa nó cong lên và nó ôm sát vào phần nụ bên trong. Đây là cái lớp cánh mà mình gọi là lớp cánh hơi nở một chút, cho nên là chúng ta chỉ làm cong một nửa cái phần đầu cánh mà thôi. Cứ dán lần lượt như vậy cho tới khi hết cả 6 cái cánh hoa. Sau khi đã gắn xong cái lớp cánh thứ 3 thì chúng ta sẽ được cái bông hoa như thế này. Tiếp theo để hoa nở hơn thì mình sẽ dùng thêm một cái lớp cánh nữa. Lớp cánh này thì chúng ta gắn y hệt như lớp cánh thứ 3. Đối với cái loại hoa này, nếu mà các bạn có keo nến á, thì dùng keo nến sẽ nhanh hơn, thao tác sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Tại vì nếu như mà dùng keo sữa thì mất là khá nhiều thời gian để cho keo nó khô. Sau khi đã gắn xong 6 cái cánh lên thì chúng ta đã được bông hoa hoàn chỉnh rồi. Nếu như bạn nào mà muốn bông hoa nở to hơn nữa thì các bạn có thể thêm 1-2 lớp cánh y hệt như cái lớp cánh thứ 4 chồng lên nữa là bông hoa sẽ nở to hơn nha. Thường thì mình chỉ làm 4 lớp cánh như thế này thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm phần đài hoa.
Đáy hoa ở đây mình sử dụng giấy sần. Với cái bông nở thì mình cắt một cái mảnh giấy to hơn. Mình quên đặt thước ở đây cho nên là các bạn áng chừng kích thước nó sẽ khoảng dài hơn một ngón tay khoảng 2 cm nha. Sau đó thì các bạn gấp sao cho chia được cái phần giấy đó thành 3 phần bằng nhau. Như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ gấp đôi. Cái này giống như là làm bông hoa 6 cánh vậy. Tiếp theo dùng kéo cắt thẳng xuống để tạo thành hình đài hoa. Để cho phần đài hoa nó tự nhiên hơn thì các bạn có thể cắt bấm thêm một ít ở rìa nữa để nó có những cái giấy rách tua ra nha. Sau đó thì chúng ta sẽ mở phần đài hoa ra. Sau đó dùng tay bóp xoắn hoặc là làm bất kỳ động tác gì miễn sao cho cái phần đài đó nó nhăn nhúm đi là được. Để nó nhăn thì khi mà lên bông hoa trông nó sẽ tự nhiên hơn. Ở bước này nếu như bạn nào không có giấy sần thì các bạn có thể dùng giấy A4 màu xanh cũng được nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng một cái kim nhọn chọc xuyên qua giữa của đài hoa và chọc qua giữa cả cái bông hoa nữa. Ở đây vì bông hoa nó khá là cứng và dày nhiều lớp cho nên là mình sẽ phải sử dụng thêm một cái khăn mềm và sau đó dùng kìm để đè cái phần kim nó xuống. Nếu dùng tay không thì mình không đè được, không chọc được. Sau khi đã tạo được một cái lỗ ở giữa bông hoa thì chúng ta sẽ gắn cành. Ở đây mình sử dụng cành kẽm cành 20 thì nó sẽ vừa đúng với cái phần kim mà mình chọc vào. Thêm một ít keo sữa hoặc là keo nến lên trên đầu cành để cho bông hoa chắc chắn hơn. Sau đó thì chúng ta dùng cành kẽm đó chọc sâu vào phía bên trong. Tiếp theo, xỏ cái phần đài hoa đã chuẩn bị sẵn lên. Để cho phần đài hoa này dính cố định thì chúng ta sẽ dùng keo phết một lớp keo ở phía bên cạnh dưới của bông hoa. Sau đó đẩy cái đài hoa lên và chỉnh cho cái phần đài đó ôm sát vào bông hoa. Phần đài sẽ được dính cố định bằng cái phần keo mà chúng ta vừa mới thêm vào. Đầu của đài hoa thì các bạn có thể dùng tay chỉnh sửa lại một ít để cho cái phần đầu nó nhọn và gọn gàng hơn nha. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ được cái bông hoa nở như thế này. Tương tự đối với phần nụ hoa thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái mảnh giấy xanh bé hơn, chỉ khoảng bằng hơn hai đốt ngón tay một chút là được. Về cái cách cắt thì cũng y hệt như vậy, không có gì khác so với phần bông hoa nở. Tại vì sợ nhiều bạn sẽ hỏi cho nên là mình sẽ quay luôn cả cái phần làm đài cho nụ. Nhưng thật ra là nó không có gì khác nhau hết. Cũng cắt thành hình đài 6 cánh, sau đó thì bóp cho nó nhăn và dán cố định vào bên ngoài cái nụ hoa là được. Phần nụ thì chỉ có một lớp giấy thôi cho nên là khá là dễ dàng.
chờ một chút để cho phần keo nó khô cố định, sau đó thì chúng ta sẽ gắn đài hoa vào. Đây là phần nụ hoa của chúng ta sau khi đã thêm đài. Cuối cùng đó chính là làm lá. Ở đây mình làm mẫu lá hoa hồng có 5 cái lá nhỏ như thế này. Sử dụng cái phần lá đã được dập sẵn. Nếu bạn nào không có máy bấm thì chúng ta phải tự cắt bằng tay nha. Đối với cái phần lá chính giữa thì mình sẽ cắt bỏ đi cái phần đuôi ở đầu. Sau đó thì dùng thùng keo, ở đây mình dùng keo sữa, xếp một ít keo lên giữa lá. Sau đó dùng kẽm nhỏ, các bạn có thể dùng kẽm 24 hoặc là kẽm 26 đều được. Đặt kẽm lên chính giữa của phần lá đã phết keo, sau đó thì úp thêm một cái lá nữa lên trên, dùng tay bóp nhẹ để cho hai cái phần lá nó dính chắc vào nhau. Tiếp theo cái phần lá bên dưới thì rất là đơn giản thôi, các bạn cũng dùng keo phết keo lên phần đuôi. Cái mẫu lá này nó có một ít đuôi ở phía sau. Các bạn dùng keo phết lên cái phần đuôi đó. Đặt cái tầng lá thứ hai cách cái lá đầu tiên khoảng chừng 0,5 cm. Sau đó thì dùng một cái lá nữa đặt chồng lên trên, sao cho phần kẽm cành nó nằm ở giữa hai cái đuôi lá là được. Tầng cành tiếp theo thì chúng ta cũng làm y như vậy. Thôi mất lệ. Để cái que ở trên lọ bây giờ nó lọt xuống dưới, nó bị dính nhiều keo quá. Chúng ta cũng dán y hệt như vậy. Chất lượng video hôm nay thật sự là vô cùng là chán luôn. Mình nhìn qua cái màn hình điện thoại mà mình vẫn thấy chán. Sau khi đã gắn xong thì chúng ta sẽ được cái phần lá hoa hồng như thế này. Tiếp theo, bước cuối cùng đó chính là hoàn thiện cành hoa hoặc là cây hoa. Ở đây mình sử dụng luôn băng keo sáp cho là nhanh. Các bạn có thể dùng giấy màu xanh, giấy sần gì đó đều được nha. Quấn băng keo sáp lên trên một chi tiết nào đó, ví dụ như là cái nụ như mình chẳng hạn, hoặc là bông hoa. Về cái phần sắp xếp cuối cùng này thì sẽ là do cái sự sáng tạo của mỗi người. Các bạn muốn xếp như thế nào thì các bạn sẽ gắn các cái chi tiết ở vị trí theo ý muốn của mình nhé. Lần lượt gắn các cái chi tiết vào. Phần lá khi mà gắn thì chúng ta dùng tay uốn nhẹ để cho lá nó cong ra, gắn vào nó sẽ dễ hơn. Về số lượng các cái chi tiết nụ hoa và lá của từng cành là do mỗi người. Ở đây mình chỉ gắn tượng trưng một cành như thế này thôi.
Sau khi đã gắn xong thì chúng ta sẽ được cái hình dạng như thế này. Làm thật là nhiều hoa lá và nụ, sau đó thì gắn lại với nhau để tạo thành một cây hoa hoặc là một bó hoa nha. Cuối cùng thì ở đây mình sử dụng một cái chậu sứ trắng và có xốp ở phía bên trong. Các bạn chỉ việc cắm cái phần hoa này vào chậu là được rồi. Đây là tác phẩm của chúng ta sau khi đã hoàn thành một cái chậu hoa nhỏ nhỏ xinh xinh để trang trí góc học tập hoặc là trên bàn làm việc, rất là dễ thương. Các bạn có thể làm những cái chậu hoa như thế này để tặng, để đem đi tặng, rất là đẹp. Xin chào và chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa hồng từ giấy A4 này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái clip hướng dẫn lần sau.